Chương trình tối hôm nay gồm có EU và Hoa Kỳ hứa viện trợ nhưng Ukraine vẫn chờ đợi. Ukraine chuẩn bị đối đầu với đợt huy động mới của Nga. Thống đốc Tatarstan thừa nhận phòng không Nga yếu kém. Trung Quốc không muốn ai thua trong cuộc chiến Ukraine. Iran có thể tấn công Israel trong vòng 48 giờ. Peru có tân thủ tướng sau bê bối của chính phủ tiền nhiệm. Chính phủ Argentina cắt giảm 15.000 việc làm. Bí ẩn về các gói cocaine đắt tiền trôi dạt vào bờ biển Australia. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Xin kính chào quý khán thính giả quay trở lại với bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa và thứ năm ngày mùng 4 tháng 4. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối hạnh phúc. Ngay sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, người Nga đang gia tăng số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới hóa trên bộ ở một số khu vực nhất định trong vùng chiến sự ở Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết chi tiết như sau. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng, trong hai tuần qua, các lực lượng Nga đã tăng cả số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới hóa trên bộ ở một số khu vực nhất định của mặt trận, cho thấy sự gia tăng đáng kể chú ý về số lượng các cuộc tấn công cơ giới hóa của Nga trên toàn bộ chiến trường. Các chuyên gia nói thêm rằng, người Nga có thể tăng tốc độ chung của các hoạt động tấn công trên Ukraine. Việc tăng cường các cuộc tấn công cơ giới hóa của Nga thường trùng hợp với các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn quy mô lớn và các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trước tình hình này, các chuyên gia đã cho rằng lực lượng Nga có thể tăng cường tấn công để gây áp lực buộc bộ chỉ huy Ukraine phải triển khai các hệ thống phòng không cách xa tiền tuyến. Điều này cho phép Nga tăng cường hoạt động của các chiến đấu cơ hỗ trợ cho các hoạt động trên bộ một cách an toàn hơn. Các nguồn tin của Ukraine đã tiếp tục nhấn mạnh Việc các hệ thống mới của phương Tây đến Ukraine bị rơi rạc và trì hoãn sẽ cho phép các lực lượng nga thích nghi với chúng và giảm thiểu những lợi thế hoạt động tiềm tàng mà các hệ thống này có thể mang lại cho lực lượng Ukraine. Trang tin Politico đã đưa tin vào ngày 3 tháng 4, các nguồn tin quân sự cấp cao của Ukraine tuyên bố các hệ thống mới của phương Tây đến quá muộn và không đủ số lượng nên không phát huy được sức mạnh tối đa trên chiến trường. Trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công mới vào mùa hè, điều này có nguy cơ đáng kể là tiền tuyến sẽ phải sụp đổ. Trong khi các hệ thống vũ khí cần thiết cho Ukraine vẫn trì hoãn và binh sĩ Ukraine phải tiết kiệm từng viên đạn pháo, thì mới đây trang tin Defense Express của Ukraine đã tiết lộ một thực tế khó tin đó là việc chính quyền Điện Kremlin đã nhập khẩu gần 1.000 khẩu súng từ Liên minh châu Âu vào tháng 2 năm 2024 và còn tránh được các lệnh trừng phạt của châu Âu về vũ khí nhập khẩu. Từ báo cáo của trang tin The Insider, các nhà báo đã phát hiện ra Nga sử dụng các băng keo có thương hiệu để đóng gói các chuyến hàng. Theo cơ quan chứng nhận của Liên bang, các công ty Nga đã cấp văn bản nhập khẩu 159.220 viên đạn và 1.338 vũ khí nhỏ chỉ riêng trong tháng 2. Có tới gần 1.000 khẩu súng đặc chủng đã được nhập khẩu để lách lệnh trừng phạt. Các loại súng ATA Tokwa của Thổ Nhĩ Kỳ, Sabati của Italia và Begara của Hoa Kỳ đã chiếm một phần đáng kể trong lô nhập khẩu. Lô hàng lớn nhất là 500 khẩu súng ngắn G-Lock 17 của Áo đang phục vụ cho cảnh sát và các lực lượng đặc biệt ở hàng chục quốc gia trên thế giới cũng được nhập vào Nga. Việc xác định chỉ một trong nhiều tuyến đường buôn lậu có thể được thực hiện bằng cách phân tích một video quảng cáo về súng các bin Sawyer 404 của Đức do trên bao bì có dán nhãn hiệu Armeria Piovanelli, một cửa hàng súng của Italia, đã cung cấp manh mối cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Đầu tiên vào ngày 29 tháng 2, một cuộc điều tra đã được tiến hành về CD Europe CAL, một nhà máy ở Italia và Luxembourg Barretta Holding, nơi sản xuất súng và có thể liên hệ trực tiếp với các nhà nhập khẩu của Nga. Sau đó, ba tuần sau, một đoạn video liên quan cho thấy một cuộn băng keo có dòng chữ Armeria Piovanelli đã xuất hiện. Việc tái tạo chuỗi cung ứng hoàn chỉnh thông qua các tài liệu hải quan cho thấy đạn dược của Thổ Nhĩ Kỳ và súng của Italia đã đến Nga thông qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là các công ty của Kazakhstan. Súng trường Barrett MAD được sử dụng bởi lính bắn tỉa cũng nằm trong số vũ khí nhập khẩu. Chúng có tầm ngắm rất xa và có khả năng xuyên thủng áo giáp. Các công ty Nga liên quan đến nhập khẩu vũ khí sở hữu một phần đáng kể các hộp đạn và vũ khí hạng nhẹ xuất khẩu. Việc lách các biện pháp trừng phạt có hệ thống và những vũ khí này lập tức đã được tới Nga cung cấp cho những binh sĩ trong lực lượng đặc biệt ở tuyến đầu. Trang tin Defense Express đã liệt kê có tới 6 công ty lớn của Nga đã dính líu tới việc nhập khẩu lậu vũ khí và vẫn không bị chặn lại. Đó là các tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Ruski Orel, công ty trách nhiệm hữu hạn Konchuga, công ty trách nhiệm hữu hạn Orel, công ty trách nhiệm hữu hạn Smart System, công ty trách nhiệm hữu hạn Test Weapon, công ty trách nhiệm hữu hạn Ford. Quy định của Hội đồng Liên minh châu Âu chính thức cấm vận chuyển vũ khí cho Nga, nhưng trên thực tế, dòng vũ khí này vẫn chưa bị dừng lại. Các cuộc điều tra cho thấy Nga đã nhập khẩu hàng nghìn các loại vũ khí và hàng triệu các viên đạn kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tình trạng này đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với hiệu quả của cơ chế trừng phạt của EU. Vũ khí do châu Âu sản xuất tiếp tục đến tay Nga và người nhận thường có mối liên hệ trực tiếp với nhiều nước phương Tây khác nhau. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 4, trong thông điệp video vào buổi tối, Tổng thống Ukraine đã nói, hôm nay có một bài báo cáo dài và chi tiết từ Tổng tư lệnh Oleksandr Sitsky. Những hành động của chúng ta tại các hướng trọng điểm, bảo vệ và củng cố các vị trí của chúng ta, áp lực của chúng ta đối với các vị trí của quân đội Nga, các kế hoạch phòng thủ quan trọng và những hành động tích cực của chúng ta trong thời gian tới. Theo ông Zelensky, Ukraine đã hiểu rõ lý do Nga có kế hoạch huy động thêm 300.000 quân nhân. Đối với điều này, Ukraine cần phải có phản ứng mạnh mẽ chúng ta hiểu rõ họ đang chuẩn bị gì ở nga họ muốn gì tại sao họ sẽ tập hợp binh lính vào quân đội và chúng ta tất cả chúng ta các đối tác của mình phải có phản ứng mạnh mẽ trước các hoạt động này của nga bất kỳ hoạt động nào của nga ông zelensky nhấn mạnh tổng thống lưu ý ukraine phải thắng trong cuộc chiến này đây là cơ hội lịch sử để đập tan chủ nghĩa phục thù của người nga và phải tận dụng cơ hội này trước đó ông zelensky đã nói rằng Nga đang chuẩn bị huy động thêm 300.000 quân, Ukraine sẽ đáp trả bằng cách huy động lực lượng của mình nhưng không cần đến nửa triệu người. Thưa quý vị, thống đốc của Tatarstan là Rustam Minikhanov đã công khai thừa nhận điểm yếu của hệ thống phòng không ở Nga sau khi các UAV của Ukraine đã xuất hiện và tấn công vào các nhà máy ở đây. Ông Minikhanov nói Quân đội Nga không thể bảo vệ các cơ sở quân sự và năng lượng của đất nước khỏi các cuộc tấn công của UAV Ukraine. Bình luận về cuộc tấn công thành công của UAV Ukraine vào một nhà máy quân sự và nhà máy lọc dầu ở Tatarstan, ông Minikhanov đã kêu gọi người đứng đầu các doanh nghiệp địa phương không dựa vào phòng không của Nga mà ông khuyên họ hãy chú ý đến sự an toàn của chính mình. Hãy tỉnh dậy đi các bạn, không ai bảo vệ các bạn ngoại trừ chính chúng ta các bạn không cần phải đợi hệ thống phòng không của đất nước phát huy tác dụng, mỗi thành phố, mỗi doanh nghiệp của chúng ta phải tự do mình quyết định, ông nhấn mạnh. tuyên bố của ông diễn ra trong bối cảnh vào ngày 2 tháng 4, một số UAV đã tấn công hai mục tiêu ở Tatarstan của Nga, nhà máy lọc dầu TANECO cũng như một nhà máy quân sự chế tạo UAV Shahid. điều đặc biệt của cuộc tấn công này là các UAV cảm tử của Ukraine đã bay được quãng đường 1.200 km, xác lập kỷ lục của riêng mình. Thưa quý vị, trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không nên có kẻ thắng và người thua. Điều này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là ông Uông Văn Bân tuyên bố tại cuộc họp báo hôm thứ tư ngày 3 tháng 4. Theo lời của ông, quan điểm của Trung Quốc liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán rõ ràng và minh bạch. Ông Uông Văn Bân lưu ý rằng vì có nguy cơ khủng hoảng leo thang hơn nữa nên mọi nỗ lực cần được thực hiện để giảm leo thang và chấm dứt xung đột thông qua đàm phán. Kết quả của một giải pháp chính trị không phải là việc xác định kẻ thắng và người thua, mà là việc lập lại hòa bình. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc sẽ tiếp tục hành động mang tính xây dựng, nhà ngoại giao này nói thêm. Ông Uông Văn Bân đã bảo đảm rằng Trung Quốc chưa bao giờ chuyển giao vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho bất kỳ bên tham chiến nào, đồng thời kêu gọi không làm mất uy tín mối quan hệ thông thường giữa Trung Quốc và Nga. Chúng tôi không tìm kiếm lợi ích từ cuộc xung đột hiện tại và sẽ không bao giờ làm như vậy nhưng các quốc gia khác trong những chỉ trích của mình không nên làm mất uy tín mối quan hệ hài hòa giữa Trung Quốc và Nga và không nên hạ nhục các quyền hợp pháp của Trung Quốc và các công ty của Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố. Ngay tiếp sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, sau cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria, Iran có thể trả đũa trong vòng 48 giờ. CIA đã thông báo cho Israel về điều này, báo cáo cho biết việc phá hủy lãnh sự quán Iran ở Syria khiến hàng chục quan chức và tướng lĩnh cấp cao của Iran thiệt mạng, có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh lớn trong khu vực. Theo báo cáo của một số phương tiện truyền thông ở Trung Đông, cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã cảnh báo Israel rằng sẽ có phản ứng quân sự từ Iran trong vòng 48 giờ. Trước đó, các quan chức cấp cao của Iran đã tuyên bố rằng đất nước của họ có mọi quyền đáp trả cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán của họ. Theo al Mayadin, Iran đang lên kế hoạch tấn công kết hợp bằng việc sử dụng UAV và hỏa tiện phóng từ căn cứ của mình vào các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Israel. IDF hôm thứ Tư cho biết họ đã tăng cường lực lượng phòng không và đã huy động lực lượng dự bị khi nước này chuẩn bị cho phản ứng tiềm tàng của Iran trong trường hợp Iran đáp trả thông qua một lực lượng ủy nhiệm, chẳng hạn như một cuộc tấn công hỏa tiễn của Hezbollah, một cuộc tấn công từ lãnh thổ Iran có thể sẽ buộc lực lượng phòng vệ Israel tiến hành một cuộc trả đũa đáng kể, có nguy cơ căng thẳng ngày càng gia tăng. Thưa quý vị, các nhà lập pháp Peru đã ủng hộ nội các của tân thủ tướng Gustavo Adrian Zen trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào hôm thứ Tư. Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã được thông qua với tỷ lệ 70 phiếu thuận, 38 phiếu chống và 17 phiếu trắng, diễn ra chỉ vài ngày sau khi 6 bộ trưởng nộp đơn từ chức, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Victor Torres. Ông Adrian Zen đề xuất một chính quyền có bàn tay trong sạch, một chính phủ minh bạch để đối mặt với nạn tham nhũng và kém hiệu quả trong bài phát biểu kéo dài gần 2 giờ. Điều này xảy ra khi đất nước đang vật lộn với hàng loạt vụ bê bối chính trị và cáo buộc tham nhũng mới nhất liên quan đến Tổng thống nước này. Chính phủ của bà Tổng thống Tina Boluarte đang bối rối trước những cáo buộc cho rằng bà đã làm giàu bất hợp pháp khi còn đương chức. Nhà chức trách đã đột kích vào nhà của bà vào hôm thứ Bảy như một phần của cuộc điều tra tham nhũng đang diễn ra đối với những chiếc đồng hồ xa xỉ không được báo cáo. Văn phòng công tố vào hôm thứ Ba đã mở rộng một cuộc điều tra về các khoản tiền gửi ngân hàng không rõ nguồn gốc. Và cả việc bà Boluarte mua chiếc đồng hồ Cartier nạm kim cương cùng với các mặt hàng trang sức khác. Tuy nhiên, Tổng thống Boluarte đã bác bỏ cáo buộc làm giàu bất hợp pháp. Thưa quý vị, Argentina cho biết vào hôm thứ Tư rằng họ đã cắt giảm 15.000 việc làm trong nhà nước như một phần trong chiến dịch quyết liệt của Tổng thống Javier Milei nhằm cắt giảm chi tiêu. Người phát ngôn của Tổng thống Manuel Adoni đã tuyên bố với các phóng viên rằng đó là một phần công việc chúng tôi đang làm để giảm chi tiêu nhà nước, đồng thời mô tả những công nhân bị sa thải là lực cản đối với người nộp thuế hàng trăm nhân viên bị sa thải đã xông vào nơi làm việc của họ ở Buenos Aires và các thành phố lân cận vào hôm thứ Tư và yêu cầu họ được khôi phục chức vụ. Một số trường hợp sâu sắc nổ ra khi cảnh sát nỗ lực đuổi người biểu tình ra khỏi các tòa nhà chính phủ. Mercedes Cabezas, tổng thư ký của Hiệp hội Công nhân Nhà nước nói, những người bị sa thải này có gia đình, họ có nhu cầu thực sự trong bối cảnh có nhiều thay đổi và nghèo đói lớn ở Argentina. Họ bị ảnh hưởng rất sâu sắc vì nó kết hợp với việc cắt giảm các chương trình xã hội. Vì vậy, kết quả cuối cùng của chúng ta là tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Các nhà phân tích cảnh báo, cuộc đối đầu có thể làm chệch hướng nỗ lực kiên trì của ông Mele nhằm đạt được mức thâm hụt ngân sách bằng không vào cuối năm nay. Thưa quý vị, năm gói bọc nhựa mà cảnh sát nghi ngờ chứa cocaine đã trôi dạt vào các bãi biển ở Australia. Các gói hàng nặng tổng cộng 5 kg và ước tính có giá trị thị trường là 30 triệu bảng Anh đã được những người đi biển tìm thấy tại Freshwater và Kulkul cool cool ở Sydney. Phát hiện này làm sâu sắc thêm bí ẩn kể từ khi những chiếc hộp như viên gạch chứa cocaine được tìm thấy trên một bãi biển ở khu vực Central Coast, cách Sydney 90 km về phía Bắc, ba ngày trước Giáng sinh năm ngoái. Hai ngày sau, sáu hộp nhỏ như những viên gạch phủ đầy các con hà được tìm thấy trôi dạt vào giữa Newcastle và Sydney. Kể từ lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 12, các gói chứa hơn 250 kg cocaine đã được tìm thấy dọc theo bờ biển New South Wales. Trong những tháng gần đây, các bưu kiện chứa ma túy cũng được phát hiện dạt vào bờ biển Tây Úc và Victoria. Bộ Chỉ huy Cảnh sát khu vực bãi biển phía Bắc đã tịch thu các gói hàng mới được phát hiện để phân tích pháp y. Bộ Tư lệnh Khu vực Hàng Hải, Cơ quan Điều tra Tội phạm Hàng Hải đã cử các cuộc tuần tra trong khu vực, nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm bất kỳ bưu kiện đáng ngờ nào. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 Giây Tình Hoa đã kết thúc. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.